slide thuyết trình mà cứ dùng các hiệu ứng chuyển cảnh đơn điệu và lỗi thời như thế này. Vậy thì đừng thắc mắc tại sao không gây được ấn tượng cho sếp nha. Cũng xem bí mật làm slide mà đồng nghiệp giỏi không muốn cho bạn biết nhá. Để tạo hiệu ứng chuyển cảnh trong slide thuyết trình sang xịn mịn, các bạn chỉ cần sao chép các slide và sắp xếp lại này. Điều chỉnh kích cỡ các đối tượng theo thứ tự mà bạn muốn hiển thị. Cùng xem mình thao tác nào. Rồi sử dụng hiệu ứng morph nhé. Cuối cùng, slide của bạn sẽ được biến hình một cách siêu đã mắt như thế này đây. Lưu ý với các bạn rằng, là hiệu ứng morph chỉ xuất hiện từ phiên bản PowerPoint 2019 trở lên thôi nhé. Vậy nên nếu các bạn muốn cập nhật phiên bản mới nhất thì comment phía bên dưới để chúng mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Chúc các bạn thành công!